như đùa khi i5 thế hệ thứ 11 có hiệu năng trên đến 10% so với đời 10, nhưng giá lại chỉ ngang nhau. Tin được không? Anh em nào mà chưa tin thì hôm nay để Hoàng Long vào việc ngay về cấu hình 9 củ. 9 game thì cứ phải gọi là hết nước chấm luôn. Bắt đầu thôi. Với cái cấu hình hơn 9 củ thì chúng ta sẽ có ở đây là con chip i5-11400F 6x12 luồng. Với cái mức giá build PC ở Hoàng Long hiện tại chỉ rơi vào khoảng 1.3 triệu mà thôi. Kèm với đó mình có trang bị ở đây là VGA-10606i. Em này thì được bảo hành lên đến là 24 tháng tại Hoàng Long. Hiệu năng chơi game vẫn rất ổn áp ở thời điểm hiện tại khi chơi các tựa game eSports ở độ phân giải Full HD cho ra mức FPS trung bình từ 200 đến 250. Ngoài hiệu năng chơi game kể trên, anh em hoàn toàn có thể sử dụng em này để làm các công việc đơn giản như là chỉnh sửa ảnh trên Photoshop hoặc là edit video giật giật các kiểu trên CapCut nhá. Trừ hai linh kiện chính kể trên thì ở đây mình còn có thêm bộ máy chủ Asus RAM H510K, RAM Adata Gaming D35 16GB, bus 3200, SSD NVMe Corsair 256GB Gen 4, tản nhiệt khí Centaur CT02, nguồn IGO 550W. Tất cả thì được nằm gọn trong em vỏ Kino eSports K300, quá ư là gọn gàng. Mình còn trang bị thêm cho anh em 4 fan LED RGB Vicha vô cực, có thể tùy chỉnh màu sắc. Anh em mà đặt vào góc game mình cứ phải gọi là lung linh luôn. Với cấu hình hơn 9 củ mình như trên thì đã đủ để cho anh em xuống tiền chứ nhỉ? Có nhu cầu đến hệ Hoàng Long anh nhá. Và đừng quên, những chính sách mua hàng chỉ có tại bên mình như trả góp 0%, bảo hành lên đến là 36 tháng và free ship lắp đặt tại nhà khu vực nội thành Hà Nội.